90% các bạn đã bỏ qua một cái vấn đề liên quan tới xây dựng nhà của mình. Các bạn đang chuẩn bị cho mình xây dựng một cái căn nhà nhưng mà các bạn không biết bắt đầu từ đâu. Các bạn mong muốn tìm kiếm những cái giá vật tư bảng báo giá trên thị trường, giá phần thô, giá nhân công, giá vật tư hoàn thiện trọn gói, chi phí vật tư từng chi tiết như thế nào, cách tính tỷ lệ móng ra sao. Thì hôm nay Khuôn muốn dành hết tất cả những cái thứ đó vào cái video này để nói với các bạn có thể là mình chủ động được hết tất cả, và các bạn sẽ đối chiếu cái bảng báo giá này để các bạn có thể tự tay mình mua vật tư và tự tay mình kiểm tra những cái chi tiết khi mà có nhà thầu báo giá. Tuyệt vời không các bạn? Không đợi các bạn chờ lâu nữa, mình vào thôi nha. Và đây là một cái bảng giá thị trường ở Cần Thơ quý 3 2024 này. Thì đây là một cái bảng báo giá mà của Khuôn, công ty của Khuôn làm, mấy anh em công ty của Khuôn làm nha các bạn. Thì được biên soạn bởi Khuôn. Thì sẽ có từng cái khu vực mà nó có những cái giá nó chênh lệch khác nhau, nhưng mà Khuôn nghĩ là nó không có chênh lệch nhiều. Và cái đơn giá thi công, phần vật tư, về đơn giá về tư vấn thiết kế, về đơn giá xây dựng, các hệ số trong cái xây dựng đó các bạn, và vật liệu, vật tư trong cái thi công, và những cái hạng mục thi công này là đều có giá hết. Thì Khuôn sẽ liệt kê nó trong 29 trang này. Khuôn đã gom gọn lại thành một cái file như thế này, thì các bạn có thể là tham khảo và nhìn trong cái file này có thể nắm được. Ví dụ như Khuôn nói về một cái set báo giá theo phần thô nha. Thì đây là báo giá theo phần thô. Nhà cấp 4, bản tin giá thị trường quý 3 năm 2024 khu vực Cần Thơ. Về nhà cấp 4, nhà giường thì Khuôn có mấy cái đầu hạng mục: nhà trệt mái tôn đơn giản, móng đơn không cừ, hoàn thiện bình thường. Nếu như mà các bạn rơi vô trường hợp này, đơn vị tính là mét vuông xây dựng nha các bạn, thì giá vật liệu thô nó rơi vào khoảng 1,4 triệu một mét vuông, nhân công là 1,280 triệu một mét vuông, vật tư hoàn thiện tham khảo là 1,340 triệu, tổng chọn gói là 4 triệu nha các bạn, 4 triệu trên mét vuông cho cái nhà trệt mái tôn đơn giản, móng đơn không cừ, hoàn thiện bình thường nha các bạn. Thì Khuôn đối chiếu thêm một cái nữa, ví dụ như là về các bạn xây tầng trệt, như hôm bữa Khuôn nói đây, tầng trệt, trọ trệt, gác lửng. Nếu như mà các bạn sử dụng để xây dựng phòng trọ trệt gác lửng thì mình tính theo phòng. Ví dụ như các bạn có 10 phòng thì chi phí nó tầm khoảng 60 triệu cho tới 80 triệu một phòng nha các bạn. Các bạn có 10 phòng thì nó rơi vào khoảng 800 triệu, 600 cho tới 800 triệu. Đó, các bạn đối chiếu cái này để mà dự trù kinh phí cho mình rất là tuyệt vời nha. Và một số cái thí dụ như là những cái tỷ lệ của những cái sân mình nó nhỏ hơn 8 mét vuông thì là mình tính bắt buộc là 100%. Đây là bên Khuôn tính nha. Và sân nhỏ 15 mét vuông không có mái là 70%. Sân tiểu cảnh, hồ bơi, hồ non bộ thì mình lập theo cái dự toán nha các bạn. Tại vì cái này thì mỗi cái phong cách nó sẽ khác nhau, nó sẽ tốn cái chi phí. Thì cái này thì sẽ báo giá trực tiếp khi mà làm việc với các bạn. Rồi cái này là những cái mà cân đối nhà hàng thì theo mét vuông, tính theo mét vuông nha các bạn. Còn các bạn mà đang cần những cái giá chi tiết để mà mình ra được, giống như là các bạn muốn sắt thép là bao nhiêu. Nè, ví dụ như cái này thôi. Thì đây là cái vật liệu hoàn thiện nè các bạn. Thì cái gạch keramit lót nền 30-30, thường thường là mình lót cho nhà vệ sinh nhám, thì nó rơi vào khoảng 130.000 cho tới 150.000 một mét vuông, tùy vào cái loại gạch mà các bạn chọn. Đây là cái gạch giá thị trường nha. Và nếu như mà gạch keramit để mà lót nền nè là 60-60 vuông thì nó là khoảng 120 cho tới 140.000 một mét nha các bạn. Đó là có toàn bộ hết, là Khuôn có rất là nhiều luôn. Đây, ví dụ như là các bạn muốn sơn lan can ban công sắt mỹ thuật 1 mét dài là nó rơi vào khoảng từ 1 triệu cho tới 3 triệu rưỡi. Thì tùy vào cái khung của mình, giống như là cắt CNC hay là gì đó, thì các bạn có thể đối chiếu vào cái đơn giá này để làm việc với nhà thầu, để mình hỏi xem là cái đơn vị cung cấp của mình nó 1 triệu như thế nào, 2 triệu như thế nào, 3 triệu rưỡi như thế nào. Nó rất là tuyệt vời nha các bạn. Có sẵn cho các bạn một cái bản đồ để mà các bạn định hướng cái giá mà các bạn có thể là liệt kê làm đó. Còn cái về cái đơn giá phần thô, ví dụ như là ở đây đi, cái set này. Thì gạch nè, gạch xém 8 x 18, Khuôn lấy ở đây, xe dưới 1.000 viên thì nó khoảng là 1.030 đồng. Nếu như mà gạch ngọn thì là 1.050 đồng. Cắt nền là 280.000, xe đi từ 2 khối rưỡi cho tới 5 khối. Và còn cắt xây này là 350, thì chỗ này là Khuôn có lưu ý để các bạn nắm luôn nè. Là cái báo giá ở các cửa hàng á, vật liệu thì giá trên danh nghĩa thôi. Thực tế á, thì các bạn cũng phải xem xét xem là cái đường vô đó như thế nào. Cát của mình á, thì nó có một số giống như là cát xây á các bạn, là nó mịn, nhưng mà bây giờ là cát của mình nhập ở Campuchia không à.
Cho nên là Khương thấy nếu như mà cái chỗ này thì nó rơi vào khoảng 330 nè. Còn 350 này là các bạn có thể là trả giá xuống, đao xuống. Tại vì cái này là thường thường người ta sẽ nói là khối đủ cho nên là cao. Nhưng thật ra là các bạn phải đo xe, từng xe mới biết là nó đủ hay là không đủ được. Vấn đề quan trọng là cái cát bây giờ là cát cam, cho nên là toàn là cát bự không à, cát to á. Nó cỡ rơi vô khoảng 330 cho tới 350 một khối tùy khu vực nha các bạn. Đó, đá 46, đá 12, bê tông thì Khương cũng liệt kê ra cho các bạn luôn. Là khi mình đặt bê tông tươi á, là bê tông mát 100 là 1.150.000, mát 200 là 1.230.000. Rồi ca bơm như thế nào, tối thiểu từ bao nhiêu mét là có hết mấy cái đơn giá này nha các bạn. Đó, thì các bạn nếu như mà các bạn có mong muốn mà muốn mua cái bảng giá này đó thì có thể là để lại dưới cái bình luận. Còn Khương có để một cái đường link để mua trong cái phần mô tả đó, các bạn có thể xuống để mua nha. Còn đây là giá của một số cái vật tư hoàn thiện mà các bạn cũng có thể tham khảo nè. Những cái này nó có thể nó không nằm trong cái gói xây dựng của mình, nó nằm không phải là nó nằm ở nội thất nha các bạn. Các bạn có thể chọn, giống như là các bạn có thể là chọn một cái bộ bàn trang điểm thông minh thì nó là khoảng 3 triệu cũng có, 7 triệu cũng có. Thì Khuôn để ở đây đó là nó dao động từ 3 triệu tới 7 triệu, các bạn có thể lựa chọn dựa trong cái này. Tức là khi mà các bạn muốn mua một cái bộ bàn thông minh, bàn trang điểm thông minh thì các bạn phải thủ ít nhất là 3 triệu. Đó, thì Khuôn để như vậy để các bạn có thể dự trù được kinh phí nha. Cái này của mình nó thì nằm ở cái mức là dự trù cái kinh phí và mình quản lý được nó nha các bạn. Chứ nếu như mà các bạn không có được cái này đó thì mình mơ hồ lắm, nó có đầy đủ hết giường ngủ cổ điển nè, giường ngủ bọc niệm nè, giường ngủ gỗ công nghiệp nè, gỗ sồi, gỗ tự nhiên, gỗ hiện đại MDF. Thì một cái bộ ba, một cái giường MDF của Khuôn đang làm thì nó tầm khoảng chừng 5 cho tới 6 triệu thôi, nó cơ bản là MDF á, bình thường nè, bộ này. Đó, kệ tivi là tất cả những cái này là đều có bảng giá hết và cái này sẽ phù hợp cho mấy bạn kiến trúc sư cũng giống như là mấy anh em kỹ sư mà mới ra trường chưa biết bắt đầu từ đâu cũng có thể là tham khảo cái bảng này được nha. Các bạn có muốn mua thì có thể là cái đường link ở bên dưới đó, các bạn cứ vào cái link rồi chuyển khoản thì sẽ chuyển cái file này thôi. Rồi về cái nhân công thì cũng có một số cái nhân công cho các bạn. Ví dụ như ở Cần Thơ, công thợ hiện tại bây giờ là 400.000, có thể dưới quê của các bạn ở ngay khu vực của các bạn đó. Như ở dưới quê của Khuôn thì 350 thôi, mà bây giờ cũng lên 380-400 rồi các bạn. Còn thợ mà tay nghề cao như là đắp chỉ hay là làm những công việc mà nó hoàn thiện như là sơn bê hoặc là ốp lát á thì là 450 một ngày, thậm chí là có thợ là lên 500 một ngày luôn nha các bạn. Phụ thì trung bình là 300 ở Cần Thơ. Quán Khuôn thì một mét vuông nó rơi khoảng 145.000 đó. Cây chống để sử dụng là khoảng 35.000. Nếu như mà các bạn nghiên cứu được cái này á, thì mình có thể mình thuê về để mình làm luôn. Đó là một số cái mà các bạn có thể chủ động được trong cái vấn đề thi công của mình. Rồi như cái này là cái co lê 114, 168T. Đó, những cái này là có hết. Các bạn cứ nắm cái giá này là mình chủ động được hết mọi thứ gì vật tư nha các bạn. Rất là tuyệt vời, Khuôn đã tập hợp nó 29 trang. Thì đây cũng là cái công sức của Khuôn và Tem bỏ ra, cho nên là các bạn có thể dựa vào những cái này để mà mình như là sơn rồi nè. Đó, các bạn cũng có đưa đối chiếu những cái đơn giá này để các bạn lựa chọn cho nó phù hợp và nó không có vượt cái mức chi phí mà các bạn dự trù nha. Trần thạch cao bao nhiêu tiền một mét vuông, tủ bếp nó có đầy đủ hết nha các bạn. Thì hy vọng video này Khuôn nói tới đây để cho các bạn nắm được vừa cái đơn giá bản báo giá này, và các bạn muốn sở hữu nó thì có thể liên hệ với Khuôn nha. Và đừng quên, đây là cái kênh mà chia sẻ về những cái kinh nghiệm xây dựng. Cho nên là các bạn có thể like, subscribe. Nếu như thấy video này hữu ích, các bạn hãy subscribe và vào kênh của Khuôn để xem những cái thủ thực, những cái kinh nghiệm mà mình xây nhà nó có thể là tiết kiệm, tránh phát sinh và giúp cho các bạn ngủ ngon, an toàn khi mà xây dựng căn nhà của mình. Đó là những thứ mà Khuôn lập cái kênh này ra, thì cũng hy vọng là các bạn có thể ủng hộ Khuôn trong thời gian tới nữa nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Khuôn.